Kính chào quý vị khán thính giả. Câu chuyện tâm sự sau đây do một người bạn ghé thăm bất ngờ để tặng quyển lịch có ngày âm lịch cho chúng tôi. Xin mời. Hồi nãy chú kể chuyện lính Việt Nam Cộng Hòa bắt cái cô gái gì đó. Thì trước đây em được biết là năm 1968 là bắt lính Việt Nam Cộng Hòa bắt được một cô du kích là của là bên phía là quay Việt Cộng. Là coi khi bắt xong rồi á là coi như đánh đập hành hạ là coi rồi là coi như để nên ngợ tư là cột áo quần ra hết lột trần hết rồi lấy cái chai bia 33 trời ơi là đâm vô bò hạ là để mấy ngày không có ai dám là coi như lấy xác của cô đi chôn hết trơn vì nếu mà lấy đi á thì người ta nói mình là liên hệ với cộng hoặc là liên hề với cô đó. Nhưng mà hồi đó em mấy tuổi? Thì hồi đó thì 68, em 18 tuổi thôi, em đi với 68 là đi với ông già của em thôi, là qua đi vô cái nhà thờ tổ đường của em thôi, là qua đi mà qua đi mà thấy trời ơi, tức là chứng nhân tại chỗ. Dạ đó, chứng nhân. Nhưng mà em thấy rồi thì ra để em mấy ngày rồi sau đó không biết hình như việc cộng hay du kích chia đi ăn cắp bằng đêm, đi ăn cắp cái xác đó đi. Để em đi chôn bên sau kia biển mất thì em là người ta thấy đó lành lòng thật, bên người ta không có ai mà dám mà giúp đỡ cho cái vấn đề là coi như dù du kích của Việt Cộng là cả đến làng hoặc cái này cái khác là người ta sợ, người ta không có là coi như không có giúp đỡ gì hết trơn là từ khi đó. Trời ơi. Còn cái chuyện thứ hai á là em chứng kiến mà em nhìn thấy năm 1975 á. Thì mà cái làng hồi nãy cái em kể câu chuyện đó là làng cái làng của làng An Bằng là cái làng mà coi như xây lăng cổ bé nhất là bây giờ của nước Việt Nam á. Thì cái làng là cái làng Hàn Quốc kia đi hôm qua rất là đẹp, làng An Bằng coi như xã làng An Bằng xã Vân An huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhưng mà cái chuyện cô gái đó là cũng ở làng đó. Dạ, không, cái cô đó là em nghĩ cái của cái làng Vân Thanh. Em nghĩ vậy vì cái cô đã trắng trẻ cũng đẹp gái lắm, mà em nghĩ là trên đó vì cái làng Vân Thanh đó là hồi đó theo cái cộng nhiều lắm. Trời ơi. Đó thì đó một cái câu chuyện mà em chứng kiến là quay trước mắt em đang nhỏ mà em cũng sợ là quay chứ không bao giờ là quay với mấy chục năm này em cũng ám ảnh cái chuyện đó. Dạ. Rồi cái chuyện thứ hai năm 1975 á, ở tại Bản Ngọc Quang á, gần cái nhà thờ của Công giáo, sau cái nhà thờ Công giáo Bản Ngọc Quang á, là khi cái, đó khoảng cỡ 10 giờ đêm. Cái gì Ngọc Quang? Ngọc Quang Đà Nẵng. Em nói bản hả? Bãi biển Ngọc Quang là ở Đà Nẵng. Sau cái nhà thờ Công giáo là thì đêm đó khoảng cỡ 10 giờ đêm á thì bắt được cái cô du, không biết đó cô đó du kích của Việt Cộng hay là không là coi thì em không được biết, mà những cô là thì thấy đang trẻ đẹp gái lắm. Thì cô đi trên chiếc thuyền á là bán kẹo, để chèo bằng đêm đi bằng đêm đó. Thì khi á, là quay lính Việt Nam mà bắt cô vô cái rồi á là quay nói cô Việt Cộng thì cô nói cô không phải là người Việt Cộng, thì chứng kiến là coi em thấy là 8 lính Việt Nam Cộng Hòa là coi như hiệp dâm cô. Trời ơi trời. Hiệp dâm. Làm sao? Hiệp được. Nhưng mà nó để em thấy hả? Dạ thấy chứ, thấy. Nhưng mà cái đó là ở ngoài biển hay ở ngoài bãi phải không? Dạ bãi biển. Trời ơi. Rồi, hiệp dâm cô xong rồi á là coi như đánh đập cô rồi nhùng nước cô rồi là lấy cái đèn mà coi như cái đèn dầu hỏa mà cái đuốc á là coi để mà là đổ cái những cái ông tre mà coi đổ dầu hỏa trong rồi trên đốt làm cái đèn rồi đốt cái bộ hà của cô á, đánh đập cái này cái khác rồi cô kêu qua. Cô kêu cha ơi mẹ ơi là coi như tội quá. Vậy thì đó chính là coi như em thấy là coi như cuộc đời của em mà em thấy trong khi em sinh ra và lớn lên em thấy hai cái vụ này thì em thấy tàn ác quá thì em không bao giờ quên, không bao giờ quên được cái đó. Dạ mà. Yeah. Phải là chỉ có những người mà lính Cộng Hòa thì nếu mà không phải là Công giáo nó không đến nó ác vậy. Nhưng mà nó là Công giáo cái bản chất nó ác rồi, đi lính không Công giáo đi trong cái nhóm của nó rồi cũng phải ai mà nhưng là qua cái người hiệp dâm em biết được đang còn ở Mỹ,
ở trên South Carolina là coi như đó là một một người là coi như ở trên người sống. Công giáo đang còn sống, người Công giáo là coi như đi lính Việt Nam Cộng hòa là ở South Carolina. Bây giờ là ở South Carolina. Dạ mà cái nó vào cái đạo đó là tự nhiên nó thành cái người dã man. Hồi nãy em có nghe nói cái chuyện mà xây làng xây cổng gì đó. Thì Chánh Kiến em là coi như theo em được biết là coi như thì em không nắm rõ vấn đề cái tài chánh hoặc là sự xây dựng, mà nhưng em nghe những ông bà cụ ở trong làng thì ông kể lại cho em, ông cũng than phiền á. Ông nói là coi như cái làng ân bằng trước đây là coi như thì cái đình làng á, là anh Quang chắc anh chị biết cái đình làng không? Làng có cái đình làng nào có đình đa số là như vậy đó. Thì cái đình làng á là trước năm 1968 á là Mỹ tháp bom, mà nhưng là trong cái làng của em á mấy cái có mấy người du kích về cổng thôi, đâu có bao nhiêu đâu. Mà qua như Mỹ là qua như tháp bom á bắn xác hết trơn rồi đã nhà thờ của Công giáo cũng bắn, rồi là coi như cái mà treo chuông, cái tháp treo chuông, rồi cũng là cái thê tháp rồi cái nhà mấy cái nhà đình làng, mấy cái đình chùa rồi gì chùa rồi chi hư hết trơn. Thì sau này á thì là coi như còn dân người làng ăn bằng đi ra ngoài nước ngoài thì có cái kinh tế rồi, thì họ yêu cầu về vấn đề quyên góp tiền để mà xây dựng quê hương, xây dựng quê hương giống như đình làng miếu. Và vậy thì không là qua như theo em được biết là trong những người ông bà cụ kể là coi bên Công giáo là coi không có sự đóng góp để mà xây dựng. Chỉ là có người tam giáo là giống như đầu lão đầu Phật giáo, lão giáo Phật giáo với đạo Diên Quang ha, kêu tam giáo lão giáo và Phật Thông lão. Thì có sự đóng góp quê hương xây dựng, em được biết là coi như giống như đường làng, rồi là coi trường học, trường cấp 2, cái này cái khác đó em được. Thì đó là coi như ông bà cụ kể cho em thì em được biết vậy thôi. Mà nhưng sau này em thấy là cái nhà thờ của Công giáo đó, thì xây dựng cũng lớn lắm. Thì em thấy trong cái những người trong họ của em á, thì đóng góp lên xây dựng dữ lắm. Mà giống như trong họ của em á, là coi như mỗi lần quyên góp mà xây dựng á của nhà tổ đường á thì là coi vấn đề khó lắm. Những người Công giáo á, là coi như ít người mà coi như là coi như có sự ủng hộ lắm. Mà nhân xây nhà thờ á, thì á, là mau là nhanh lắm, là muốn cho nhiều. Đó là em được biết. Đó. Thì mà những là coi như chị Phúc biết không, giống như cái không, em biết không sao, mà giống như chẳng hạn cái nhà thờ của làng bằng hồi xưa là xây hơn 100 năm rồi. Mà hồi xưa là của nhà thờ Công giáo thôi, mà bắt cái người dân trong làng á là đóng góp vô hết để mà xây dựng, giống như là không kể ai nghèo giàu gì hết á. Nếu có hiểu có hiểu. Là xây cái đó là xây cái gì? Xây cái nhà thờ của Công giáo. Nhà thờ đó. Nhà thờ sao bắt dân thường. Thời đó là nó thờ pháp thuộc, nó bắt mình đi. Thờ pháp thuộc. Hơn trăm năm tức là thờ pháp thuộc. Thì bắt đó là qua với ai còn ai có cá đâu. Ai có cá thì bắt là quay phải là quay với đồng cá, mà ai còn ruột cái mầm ruột thì bắt đồng mầm ruột. Chú đâu còn phát thua thì người ta kể lại thì đó là quay với thì họ chứ không phải là chú trước kia hết. Dạ rồi mà nhưng thì đó là quay xây cái nhà thờ. Em không biết bên Phật giáo là coi xây nhà chùa mà coi như có bắt người Công giáo đồng góp hay không thì em không biết. Sức mấy không có gì đó đâu. Với này chùa của mình là ở riêng mà người Công giáo nó ở riêng. Nó xây đó thì cái thời pháp á là cái quyền của nó cai trị mình. Nó bắt cái dân nó phải đi vu là không phải là xây đình của mình mà xây cái nhà thờ của nó nữa.
Quên nhưng mà không? Nhưng mà nói thế thì cũng không đúng, là như thế này cũng tùy theo cái sự là cái sắp xếp làng xã ở trong làng. Thí dụ như, hiểu rồi thí dụ như là người Công giáo với người Lương mà ở chung lộn xộn giống như cái quận Tân Châu của em đó, thì mà nếu mà người ta có xây dựng gì có thể là ảnh hưởng hai đạo. Úc quên rồi, cái thời pháp thuật á nó sức do cái ông huyện xích cho cái thằng chánh tổng nó bắt cái làng này phải nộp bao nhiêu vu đi, hoặc là đi làm đê, hoặc đi làm vu xây một cái gì của chính phủ, mà Công giáo cũng là chính phủ. Công giáo là sao mà công đó là quay thời kỳ ông Diệm ông đặt chữ Công giáo, tới làm sao mà Công giáo không thời ông Diệm thì khác, nhưng mà thời pháp nó sức về mỗi làng tổng nó sức về làng. Lý trưởng phải bắt cho là 10 người đi làm dân phu chẳng hạn, thì cái ông đó 10 người đó là nó đưa đi đâu cũng được, nó đưa đi làm bất kỳ cái chỗ nào. Thành ra cái hệ thống tổ chức lúc bây giờ, thành ra nó đưa đi xây cái nhà thờ, rồi không phải là riêng nhà thờ, nó có những cái công như là chủng viện của nó, tu viện của nó mình cũng phải đi. Mà tu viện của nó thì ví dụ như là nó không ở làng, nó ở một cái huyện lỵ thôi, phải lên xây, cái đó là của chính phủ, nhà nước xây, chứ không phải là vì cái chính phủ bây giờ là nó cấu kết với pháp. Mà chính phủ xây thì là dân phải nộp khu. Nó bóc lột mình cái tiền đóng thì mình không biết, tiền đóng thì nó lấy thì thuế. Cái ai nghèo giàu nhưng mà cái lao động đó là mình phải đóng. Chứ không phải là ấy. Nhưng mà thời sau này á thì anh ở riêng thì cái chuyện cái là riêng của anh, nhưng mà cái thời pháp thì nó khác. Nó cấu kết với nhau mà. Mà anh Quang, chứ bây giờ cho em hỏi, tại sao người Công giáo muốn là quay như trong vùng với nhau, gần gũi với nhau, là quay không muốn ở riêng rạ, là muốn là quay như gần gũi với nhau? Người Công giáo thì nó như là ông gì ông nói là nếu mà nó ít á thì nó hiền lành lắm, nó giống như con cừu, nó có cái nhóm khỏe mà quyền lực ở trong tay nó thì nó bắt nạt mình, nó bắt buộc mình phải thế này thế nọ. Theo em đó thì cái sự mà người ta gom lại thành xóm đạo, gọi là xóm đạo đó, theo em nghĩ là coi dễ cai trị, dễ điều khiển, dễ con dân hơn. Không phải không, là tại vì như thế này, là vì nước mình á là cái dân là đạo Phật, đạo Khổng, đạo Tam giáo, không ai có cái nhà thờ hết á. Mà nếu mà họ muốn xây một cái nhà thờ đó thì những cái người giáo dân nó là phải ở xung quanh để mà có thể mà đi cái nhà thờ đó cho nó gần. Em đi nước Mỹ, đi nước Pháp á thì người nào cũng có thờ Chúa, không thờ Chúa này thì Chúa kia, nhà thờ chỗ này chỗ nọ, không có ai bắt em ở chỗ nào hết. Nhưng mà cái dân mà có đạo ở Việt Nam là nó mới xây dựng cái đạo mới mẻ lắm. Thành ra những người mà đồng ý theo đạo, mà thường thường là những người mà đồng ý theo đạo đó là cũng là ở gần với nhau trước rồi. Đó, thành ra người ta quay quần nhau một cái nhà thờ, thì đó cũng là một cái lý do ngày xưa đó họ theo đạo cả làng là như thế này. Là nó gom lại chứ không phải là sau này thì gom lại, nhưng mà như thế này, anh nhớ khởi đầu là nó gom lại. Anh từng kể cho em nghe những cái chuyện mà nó đi cải đạo cả làng đó. Thí dụ chính cái ông mà gì mà ngày xưa gặp mình, cái ông Triêu gì đó, ông cải đạo cả làng khi nó có giờ ông Diệm là cải đạo cả làng ở bên miền Trung, là vì nó nhưng mà đằng này là khởi đầu nó chưa có quyền lực. Nó đem một cái thằng nào mà có giàu có hay gì ở trong cái làng đó, rồi nó cải đạo, rồi nó cho chức vụ này kia nọ, cho cải đạo. Thế là cái người đó khi mà theo đạo rồi đó là nó gấm vóc rồi cái nọ, rồi về làm cũng giống như một ông tiến sĩ vậy đó. Nghe là trống kèn cái nọ, thành ra cải đạo nó hồ, cái cả làng nó hồ, trời ơi cái ông đó nó đi theo đạo được như thế đó. Cái thời đó là thời đó có quyền lực, còn cái thời khởi đầu nó đến á, cái xã hội của mình nó không có thể là đạo. Do đó nó đến nó bắt được ông gì, nó giúp đỡ về vấn đề vật chất, rồi ông bằng lòng theo đạo, rồi năm gia đình nó bảo bây giờ vào ở chung với nhau để tiện nhà thờ, đúng như em nói. Nhưng mà trong lúc ở chung á, nó dạy những cái điều là không được tuân lệnh của chính quyền, nó dạy những cái điều trái với cái luân thường đạo lý. Nhưng mà ở với nhau rồi thì nó dạy sao nghe vậy, nhưng mà nó không cho ở chung thì ở chung người ta thấy vậy này, tiếp xúc rồi nó lấy, do đó là nó cô lập những người theo đạo. Anh nhớ là cái giai đoạn đầu mới là khó. Anh nên nhớ là họ theo cả làng cả xóm. Không phải, lúc có quyền lực mới cái đó ấy, chứ còn không phải ở làng này chỉ có một người theo, rồi làng kia người theo, rồi nó gom lại, không phải như vậy đâu. Cái lúc nó có quyền lực thì nó mới đi. Khởi đầu là như vậy. Khi không khởi đầu là lúc nó chưa có quyền lực, cái đời nhà Nguyễn, đời nhà Trịnh, đời nhà Lê, nó đâu có quyền lực. Không.
nó chỉ có đến nó dụ dỗ những cái người nào nghèo thôi. Nhưng mà thí dụ như bây giờ nó đem thuốc, đem kẹo, đem bánh nó cho, thì nó cho cả xóm, thì bây giờ họ rủ nhau vào cả xóm chứ không phải là gì, rồi các nhà thờ không phải là tất cả đó cho cả xóm, mà cho có người cho người ta cũng không đi, là vì không có quyền lực, không có gì hết. Lẽ nhiên là có người, nhưng mà bây giờ cái số người mà theo đó họ theo cả bầy chứ họ không có theo. Theo em nghĩ, cho em là anh Quang chị Phúc, theo em nghĩ giống như là anh Quang thường viết và anh Quang hay thường nói á, là đi đào có gạo mà ăn. Thì giống như em được biết năm 1963 thì cái nhu cầu của người Việt Nam mình đói, Việt Nam mình đều nghèo vì đói quá. Ngừng. Thì theo em nghĩ á, là bên Công giáo á, là coi như nó có nhiều cái giống như anh Quang nói, cái nó mắn mông lắm, nó mưa đầu tiên á, thì là coi như nó hiền, thì chưa có quyền lực á, thì nó dù rồi thứ hai nữa rồi là sau này á, là coi như nó tìm đủ mọi cách để tìm, khi mà có quyền lực rồi á, là nó áp buộc là trong cái họ của em á, thì ít người mà coi như nó đồng ra không có theo Công giáo, theo đạo Tam giáo à. Thì khi mà bác của em á, là coi như cái thời kỳ á, là theo Việt Minh, là theo Việt Minh để mà chống Pháp, mà khi mà ông á, đi ra ngoài, ông ở ngoài đó thì vợ con ở trong này á, là bị hành hạ, tra tấn, đàn áp là dữ lắm, rồi làm đủ thứ chuyện á, rồi bắt buộc theo Công giáo, rồi khi trong họ của em á, mới là coi có người theo Công giáo, để là quay theo Công giáo để khỏi sự hành hạ của chế độ miền Nam á, nó hành hạ bắt tù lên tù xuống bị đánh đập dữ lắm, coi như ông chịu, gia đình chịu không nổi, bây giờ phải theo Công giáo. Thì đấy đó là cũng là một trong những cái nguyên nhân mà người ta phải theo Công giáo, thành ra mấy cái người mà Công giáo mà cứ dỗ ngược nói đạo tao không tốt, sao có nhiều người theo đạo, thì đó cái cách giảng, cái cách mà lôi cuốn người ta theo đạo nó gồm có dụ dỗ nè, bằng vật chất nè, bằng công danh sự nghiệp nè, và bằng cả hăm dọa nữa đó, rồi, giúp đỡ cho những người tù, nó vào tù rồi bây giờ mày theo đạo tao thì tao can thiệp vì chính quyền là chính quyền của nó, thì đấy là kinh nghiệm của như gia đình của Nguyễn Đình Hùng đó, kinh nghiệm của chú là kinh nghiệm sống đó. Thì đó là qua với em thấy trong họ của em á, đó thì mà những cái theo em được biết, nhưng mà khi mà họ theo thời gian rồi họ cũng mềm thì khi theo rồi thì những đời con đời cháu rồi đâu có biết cái chuyện đó, nói đây con cháu không biết gì hết, con cháu thì không biết hết, nhưng mà chính họ đó, họ vào rồi họ cũng ai vua làm những cái chuyện tội ác đối với người dân, lỡ đã làm những cái chuyện đó rồi thì theo luôn. Họ ai vua theo chính quyền, họ làm những cái chuyện tội ác đối với những người dân lương. Thí dụ như bây giờ ở thằng đó là tội phạm, tức là cái đối tượng của họ, kẻ thù của họ đó là những người bị hại, những người bị hại tức là những người dân ở ngoài. Bây giờ y ta được theo đạo rồi á, thì cái đạo nào đó nó bảo vệ thằng đó, thành ra nó lại là trở thành thành ra đối với những người ngoài đó, những người ta gọi là bị nạn nhân của cái thằng tội đồ đó là vĩnh viễn là kẻ thù luôn. Thành ra mới đâm ra cái kẻ thù, thành ra cái được cái những người đồng đạo nó bênh vực đó, đó là một trong những cái sự tương khắc giữa đó, cái người lương và cái người có đạo, mà anh phải đứng về cái phía đồng đạo để mà nó bênh vực. Bây giờ hôm nay mình khám phá ra một trong những cái mối gọi là ác cảm mà có sẵn là vì lý do đó đó. Là thời đó là thời ông, cái cả thời ông Diệm cũng vậy, nên là họ thời Pháp cũng vậy, thời ông Diệm vậy, họ bảo trợ những cái thằng mà tù tội ra, miễn mày theo đạo là mày được thoát. Thằng bạn tôi nó gốc đạo nhưng mà nó là luật sư đó, nó anh Nguyễn Đình Hùng đó, là ông nói là gia đình ông ấy là bị tù rồi được bảo đảm ra vậy, thời Pháp đó gốc đó. Rồi hình như là bà Đốc Tư Nguyễn Thị Thanh đó, là bố bà ấy là một tay giàu có, không biết làm sao mà lại đánh chết cái đứa đầy tớ. Đánh chết đứa đầy tớ thì thời ông Diệm đó. Thì cuối cùng á thì ông cha ông đến ông bảo đạo. Mà bảo đạo thì ấy, rồi cái thằng bố nó là giàu lắm, cuối cùng được vào làm dân biểu của thời ông Diệm. Rồi bà Đốc Tư Thanh thì bố là theo đạo như vậy, thì bà cũng theo đạo. Thì ông Ngô Đình Khả của mình quá, ông Ngô Đình Khả về theo, cho nên là ông già của ông Ngô Đình Khả là Ngô Đình Niệm, tên là Ngô Đình Niệm. Ông già của Ngô Đình Khả là coi ông Diệm là con ông già của Ngô Đình Khả,
là khi mà chết rồi á là qua như vì ông theo công giáo cho nên không cho thờ ở nơi nhà, vì Chúa nói là qua như ngoài ra ta cũng được thờ ai hết. Thì cho nên á ông Khả là khi mà ông theo là công giáo rồi á là ông đem của là cái ly hương với cái hình của là ông già của ông Khả là qua ông nội ông Diệm phải không, hình như là quay đem vô nơi cái chùa mà quay ở nơi Huế để mà quay như để mà thơ á, hình như là bố ông Khả là Ngô Đình Niệm, ông hình như là bắt đầu theo đạo từ thời ông Ngô Đình Niệm thì phải. Thế đó, cho nên khi ông Khả được đưa sang Penang để mà huấn luyện làm tu sĩ thì em biết không? Em biết là quay như ông nội ba bố cũng Diệm mà ba bố cũng Diệm, ông Khả là thì ba bố cũng Diệm, bố của ông Khả là ông Niệm. Ông Khả mới được đưa sang bên Penang học cái gọi là chúng viện để ra linh mục. Mình những không biết sao mà qua như ông nội của ông Diệm á là được thờ. Thì ông nội là ông Niệm đó. Thì ông Niệm. Mà nếu ông Niệm mà sao mà thờ ở nơi Huế được? Vì ông đã theo đạo rồi thì sao mà ông thờ nơi cái chỗ chùa ở Huế được? Theo đời ông Khả, khi ông Khả có quyền hành rồi á, bắt đầu á là ông Khả. Vâng. Cái trường hợp mà ông Khả nó giống như thằng Hoàng Duy Hùng vậy. Hoàng Duy Hùng ấy, nó ngay còn bé nó vào tiểu trung viện ở Việt Nam chứ nó không học không học ở tiểu học ngoài. Rồi đến khi mà nó được 13 tuổi đó thì nó sang bên Mỹ, nó lại vào cái trung viện của Đồng Công. Đồng Công nó học 8-9 năm ở đó đó. Thì tức là nó đã lên đến nó gọi là tiểu trung viện đến đại trung viện rồi. Thì cái cấp trên của nó bảo nó nên ra ngoài để mà làm những cái việc đó, thì ông Khả cũng học ở chủng viện ở Việt Nam, cũng đã ra ngoài đi làm thông ngôn. Bây giờ là Pháp nó cần cái nhu cầu của những người đi thông ngôn, mới đầu đánh Việt Nam mà nó cần những người thông ngôn, thành ra ông Khả đi phục vụ đó. Còn thằng Hoàng Duy Hùng thì bây giờ là đi làm những cái chuyện mà nói bậy nói bạ đó, ý có cái bằng luật sư đó, nhưng mà thực ra là lúc bây giờ nó chưa có luật sư, nhưng mà nó biết có cái tài nói đạo. Anh không biết là tôi không biết là trong chủng viện nó dạy những cái gì, nhưng cái môn thần học là cái chắc. Cái thứ hai á là nó phải quản lý cái họ đạo, thành nó đã dạy cái quản lý của họ đạo. Thế còn tất cả những người nào mà coi về những như là hiệu trưởng trung học hay là như chúng tôi đó thì nó dạy về cách giao tế với quần chúng. Thứ ba nữa là trong cái đạo Công giáo á, nó có những cái điều nói bậy nói bạ thì nó phải dạy cho cái cách là nào mà nói cho nó chui hay là cũng lạc đề tài. Khi mà người ta đặt ra vấn đề những cái bậy đó thì như là ông giáo hoàng John Paul II hay là ông giáo hoàng Francis ấy, thì nói về vấn đề là tội ác hiếp dâm đó, thì ông Lê Đông cũng nói lươn lẹo đỡ vòng quanh, rồi cuối cùng ông ấy đổi đề tài. Thì ở trong chủng viện tôi nghĩ nó cũng dạy cái cách đó, nó dạy cái cách đó để đổi đề tài. Anh Quang cho em hỏi cái này, người Công giáo thường thường nói là coi như giống như mấy ông Đức Giả Hoàng là coi như mục giáo chủ là coi họ phải là sống thực tế, họ phải sống là coi đạo đức khi đó mà nên được chức giáo hoàng. Mà tại sao mà em thấy mà coi như em đọc là coi như ông Đức Giáo Hoàng vừa rồi á cũng đấu đá với ông Đức Giáo Hoàng, là coi như ông Francis đấu đá với cái ông Benedict. Đó là một cái. Còn cái thứ hai á là coi như hồi xưa mà ông Stephen VI á là ông đã chết hơn một năm rồi, đã chôn rồi, mà tại sao đào lên để trên ghế á, để trên ghế rồi đưa ra tòa rồi là để là chặt từng Phật Moses gì đó. Cái đó là thời cái thứ 9 à. Nhưng là qua như thì họ nói, từ em nói, em nghe mấy người Công giáo là nói là qua do họ phải sống đạo đức, họ phải sống cái đạo đức là họ nói bề ngoài. Thực ra nó che đậy. Em không biết chứ. Thằng anh Cúc nó vẫn nói đạo. Hồi đó anh Quang anh cũng bực cái chữ đạo đức, nhưng mà chị bắt anh Quang phải lục cái từ điển về đạo đức, về lương tâm của họ, tự vì anh ngứa cái chữ lương tâm Công giáo. Nhưng mà chị nói là muốn nói là phải đi lục coi nó nói như thế nào, nó hiểu như thế nào về lương tâm Công giáo. Thì là hai ông bà, chị với anh ấy là bật ngửa ra mà hỡi ơi. Lương tâm của nó là phải sống làm sao mà cho đẹp lòng Chúa. Nghĩa là cái gì làm theo ý Chúa.
theo ý Chúa, nghĩa là cái gì mà mình theo ý Chúa đó, đẹp lòng Chúa, mà Chúa đâu chứ đâu có nói gì đâu, yeah, có gì mà không, đẹp không đâu. Biết ý Chúa làm sao thì đọc cụ ý Chúa là ai, ý Chúa là hội thánh. Nhưng anh qua chị Phúc cho em nói này, giống như người Công giáo là họ có đầu óc, họ có sự suy nghĩ, họ có mắt có miệng, giống như người dân thường mình có cái sự suy nghĩ. Mà tại sao cái ông Đức giáo Hoàng Stephen sau đó là ông đã chết rồi, rồi đào lên để lên trên ghế, thì sao mà con chiến là họ không phản đối là quay ông Đức giáo Hoàng hồi những đó. Cái chuyện đó đâu có xảy ra trước mặt người ta. Những cái chuyện đó là đấu đá ở bên trong, mãi những cái chuyện mà thâm cung bí sử như thế đó đi qua à. Bao nhiêu năm rồi người này rỉ tai người kia rỉ tai người nọ, riết rồi nó mới thành sách, nó mới biên ra được. Chứ còn ngay lúc đó nó là ông nội ai biết được. Giả dụ như bây giờ ông giáo hoàng có cái chuyện gì ông nội ai biết được. Nhưng cái chuyện thăm cung phải để từ từ để nó mới rỉ ra, nó có cơ hội nó tiếp xúc với những người chứng nhân. Giống như là làm mắm ra, em mới để lâu ngày rồi nó mới tan ra, rồi nó mới chảy ra thành nước. Chứ đâu phải là, bởi vì có đứa nhiều lúc nó đọc cái chuyện ông Diệm là lê mái chém đi khắp miền Nam, rồi nó cũng nghi ngờ, rồi nó hỏi, nó gửi thơ nó hỏi chị về chứ phải làm sao có cái hình đó thì mình để chứng minh nó mạnh dạn hơn. Tôi nói trời ơi, những cái chuyện đó ai cho chụp hình? Những cái dự án chân trình mà bây giờ trong bảo tàng viện còn cái máy chém, chả lẽ người ta chỉ làm cái máy đó là đặng để bảo tàng viện hay sao đó. Ví dụ như bây giờ những cái ra lệnh chuyện chặt đầu đó, người ta để lại trong sử, người ta nói ông đó ông bị chặt đầu, ông nội ai mà dám, lúc đó là đâu có ai mà cho chụp hình. Mà nhưng em thấy không có nó muốn áp mình, nhưng bên Công giáo em thấy cũng có người là có sự hiểu biết chứ. Mà sao mà qua những cái chuyện mà làm giống như những ông Đức giáo hoàng đó mà hiện bây giờ là coi họ vẫn còn che giấu chị Phúc? Họ không có đọc, họ không có đọc thì lấy gì đâu mà che giấu. Mà ai mà nói nghe nó mới nghe một hai câu mà có vẻ như là công kích á, là nó lẳng, nó bịt tai, nó lẳng, nó nói là chống đạo, ma quỷ, nó chửi mình ma quỷ, đừng có ai nghe, đừng có ai lại gần ông bà đó hay gì đó. Nhưng nó mà như vậy đấy. Chú cũng nên biết rằng có rất nhiều người người ta đã nghe chúng tôi và họ tìm hiểu đến nơi chốn, họ bỏ đạo thật. Nhiều lắm. Bây giờ bỏ đạo là nhiều. Ông em cũng có là coi như hai đứa cháu với ông anh thì em nói ông anh là qua như kỳ trước mặt theo đạo vì là qua như ông chú ruột mà qua như đi theo việc cộng anh ạ, gia đình bị bắt vô theo Công giáo nè, bị bắt buộc. Dạ bắt buộc thì ông qua đây ông ông nói ông thú thật với em á, ông nói là ông đi nhà thờ để cho con cho vui thôi. Ông đi mà nhưng chưa bây giờ có một đứa con á, phải nói với em á là coi như nó không tin vào Chúa chút nào hết trơn á, là coi như nó không muốn đi nhà thờ nữa. Thì mà nhưng là coi nó cũng không treo tượng Chúa trong nhà nữa, mà trong gia đình á của nó là coi ghét nó. Đấy đấy đấy, em thấy không? Ghét nó. Vậy chứ bây giờ em có một cái đứa cháu kêu em bằng ông luôn. Là cái thằng đó thì sinh ở Mỹ đây. Hai thằng hàng nói là coi như thì vì mấy đứa trẻ thì cuộc sống ở Mỹ đây á, là em biết nó đầy đủ quá vì nó có cái sự hiểu biết một xíu. Đúng. Nó không có bị brainwash nữa. Thì nó hôm vừa rồi nó tới em nó nói cảm ơn ông Tấn là coi như ông Tấn đã cho cháu biết là coi như cháu có cái sự thật, cháu đã hiểu được cho nên cháu không mỗi lần cháu không muốn về nhà bà già ba mẹ cháu nữa vì ba mẹ cháu bắt cháu đi nhà thờ cho nên cháu không về nữa. Nó giám hộ mà nó có cái tinh thần cương quyết. Chứ có nhiều người biết như vậy mà rồi chiều lòng và cho nó đẹp, cho nó tốt cái không khí gia đình thôi. Nhưng mà có người ta cương quyết. Như ông Trần Đức Tâm đó, ông ấy gia đình ông vẫn còn đạo, ông nhất định ông bỏ. Mà bây giờ là ông còn 80 tuổi rồi, nhất định bỏ. Ông ấy ủng hộ chúng tôi dữ lắm ở Việt Nam, mà bà con của ông ấy vẫn ở bên này mà có đạo dữ lắm. Nhân đây cũng xin kết thúc, hẹn quý vị lại lần khác. Cảm ơn.